Thưa quý vị, hiện nay 100% dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng đã đủ điều kiện lên mức 4. Tuy nhiên, việc đưa thành công các dịch vụ công lên môi trường trực tuyến mới chỉ là tạo thêm một kênh để giải quyết các thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị cũng cần có các giải pháp để người dân đến với kênh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, từ đó mới phát huy hiệu quả, góp phần cải cách hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Qua triển khai mô hình khu dân cư điện tử tại một số phường trên địa bàn thành phố, bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực. Thay vì thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân phường hoặc quận, người dân có thể thực hiện nhanh gọn các thủ tục này ngay tại khu dân cư. Điện tử, trung tâm điện tử này làm thì rất là dễ mà nhanh, mà là dễ khai báo nữa. Nên cái này là một trong những cái lợi ích rất lớn và nhân dân khi người ta hiểu rồi, người ta nắm bắt được rồi thì làm việc rất là dễ dàng. Tuy nhiên, một rào cản lớn hiện nay để các dịch vụ công trực tuyến thực sự hữu ích đến được với người dân, đó là tâm lý truyền thống của người dân. Thông thường, người dân vẫn có thói quen đến trực tiếp cơ quan nhà nước để làm thủ tục hành chính với suy nghĩ chắc chắn và để được hỏi, hướng dẫn cụ thể các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan, cũng như cảm thấy an tâm hơn khi đến trực tiếp trụ sở cơ quan hành chính để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục này. Vấn đề là quyết tâm thực hiện. Nói thì dễ nhưng mà làm những việc này không phải là dễ, nhất là xây dựng phường điện tử và trước hết là vận động công dân tham gia vào những cái giao dịch trực tuyến ở dịch vụ công mức độ 3-4. Là những mức độ này là cái yêu cầu trong giai đoạn tuyên truyền vận động là rất là quan trọng, rất là lớn và phải có cái phương thức hướng dẫn cụ thể hơn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản về đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, phường xã tích cực nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, phấn đấu đạt tỷ lệ 50% đối với các thủ tục hành chính đã được nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố. Đồng thời đề nghị các đơn vị địa phương tích cực triển khai các giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích tổ chức công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến như hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ phí sử dụng các dịch vụ bưu chính công ích, giảm 10 đến 50% thời gian xử lý đối với hồ sơ nộp trực tuyến, hỗ trợ mở tài khoản điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến, triển khai mô hình thôn điện tử, khu dân cư điện tử để hướng dẫn trực tiếp cho người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.